Công ty chị đang cần 40 set quà Trung Thu tặng cho đối tác người Nhật. Chị có xem qua các bài viết và video bên em thì có nói là người Nhật thích khăn tay tơ tằm đúng không? Vâng đúng rồi ạ, người Nhật có văn hóa dùng khăn tay và mỗi khi ra ngoài thì họ đều mang theo khăn tay bên mình đấy chị ạ. Ừ. Và người Nhật thì đặc biệt yêu thích khăn tay tơ tằm của bên em, thế nên là khách hàng qua bên em mua khăn tay để tặng người Nhật rất là nhiều, và đặc biệt là những vị khách người Nhật khi đến cửa hàng thì đều chọn khăn tay đầu tiên đấy ạ. Ừ, công ty chị cũng muốn chọn món quà nào mà mang đặc trưng của Việt Nam nhưng mà vẫn được đối tác yêu thích và sử dụng, nên là thấy khăn tay tơ tằm theo thủ công là một phương án hay đấy. Vâng, em thấy chị chọn khăn tay là hợp lý đấy ạ. Nhưng bên chị muốn món quà có hình ảnh của công ty nên là muốn thêu thêm logo vào khăn tay, thì bên em có nhận thêu không? Dạ có ạ, với số lượng là 40 cái thì thời gian thêu sẽ khoảng 15 ngày chị nhá. Ừ, em xem giúp chị xem thêu logo này thì giá khăn là bao nhiêu? Tại vì chị cần một cân đối ngân sách của công ty. Ngân sách công ty chị là 600.000. Dạ vâng ạ, chị muốn thêu trên khăn trơn đúng không ạ? Ừ đúng rồi. Vâng, vậy chị cho em xin phép chụp lại hình. Chị đợi em một chút để em check giá. Chị ơi, khăn tay này nếu mà mình thêu logo thì giá là 430.000 một khăn ạ. Thế thì cũng ok. Và chị thêu với số lượng là 40 cái thì bên em sẽ chiết khấu thêm 10% nữa thì sẽ còn 387.000 một khăn ạ. Thế à? Vâng. Ngoài ra thì em đề xuất là chị có thể cân nhắc mình sẽ mix thêm một cái khăn mặt tơ tằm 150.000 như thế này, thì mình sẽ được một cái set quà nó sẽ đầy đặn và đẹp hơn. Thì chẳng hạn như là cái set quà này đây chị ạ. Hôm trước thì cũng có chị khách đã qua bên em mua 30 set quà này tặng người Nhật đấy ạ. Thế khăn tay một mình thì bên em xếp như nào? Nếu mà khăn tay thì bọn em sẽ cho vào hộp như thế này đấy ạ. Ừ, nhìn cũng đẹp. Nhưng mà trong hai món thì đầy đặn với hoành tráng hơn nhỉ? Vâng, thế nên em mới gợi ý chị là mình mix thêm khăn mặt đấy ạ. Thế thêm khăn mặt thì giá là bao nhiêu? Dạ, nếu mà mình mix thêm một cái khăn mặt tơ tằm 150.000 nữa thì giá của set quà là 580.000. Giảm 10% thì có 522.000 ạ. Ừ, thế cũng được. Thế chị chốt một khăn tay với khăn mặt nhá. Vâng ạ. Em cho chị xem các màu của khăn tay đi. Dạ, khăn tay của bên em thì đang có các màu này đây chị ạ. Các màu này thì cả nam và nữ đều dùng được nhỉ? Vâng ạ, mấy màu này thì nam nữ dùng đều ok ạ. Ừ, thế em chia đều các màu cho chị nhá. Vâng ạ.